xin chào tất cả mọi người. Hiện tại Bao Bác đang có mặt tại khu du lịch Bửu Long để tham gia một cái chương trình là lễ hội của công ty Taiwan tổ chức tại khu du lịch Bửu Long với chương trình là Mùa Hè Yêu Thương, được diễn ra vào ngày 26 tháng 6 dành cho các chương trình này tổ chức với mục đích là dành cho những người khó khăn mà cũng như là những người học sinh giỏi á, những người giỏi á. Hôm nay tổ chức tại khu vực Bửu Long thì có chương trình trao tặng quà và rút thăm trúng thưởng cũng như là những cái trò chơi hay là trò chơi dành cho những em bé thiếu nhi rất là nhiều luôn. Thì giờ Bảo Phát sẽ quay cho mọi người cùng xem nha. Đây là thể loại trò chơi của những em bé thiếu nhi là đi trên lon nè đó. Thì hôm nay là công ty Taiwan tổ chức chương trình này rất là lớn luôn, hình như là bao quát hết toàn bộ cái khu du lịch Bửu Long luôn. Bên này thì có những cái trò chơi thể lợi như là cuộc đua tốc độ bằng những con búp con nhựa bằng nhựa nhúng xe hơi bằng hơi á. Khi mà chơi chúng là có những cái phần quà nhỏ nhỏ dành cho các bé đó. Bây giờ khi mà các bé bắt đầu cuộc chơi nè đó, các bé sẽ ngồi lên cái con nhúng này, con này nhúng này. Bên kia thì có những cái trò chơi để thải banh vô cho thải banh vô cho mấy cái chén nước á. Rồi bây giờ mấy anh chị phụ huynh á, mấy chị muốn quay đẹp anh chị lên đây là quay cái mức vạch đích nè, các bé phải chạy tới đích đây. Bây giờ mình sẽ nhìn các bé sẽ bắt đầu cuộc chơi thi này nha, đua tốc độ nha. Hôm nay là công ty Taiwan tổ chức cái chương trình này thì mình phải có vé mới vô được nha mọi người. Đấy, nhảy thôi, đua tốc độ các bé nhà thôi. Bé áo đỏ này chạy rất là xuất sắc. Ồ, bé áo đỏ đã về đích rồi. Sau đó tối tiếp tục là anh mập này. Ê cha, em kia bị tuột rồi, tuột dốc rồi, nhảy yếu quá. Cố lên con ơi, cố lên. Vậy là cái bé áo đỏ bên kia thì đội nón đỏ đã được về đích rồi. Đây là những cái chương trình mà tí nữa là sẽ tặng này, như là túi sách, ba lô, những cái này sẽ tặng cho những cái chương trình sau khi mà cuối chương trình. Bây giờ Bảo Phát sẽ đi qua những cái gian hàng tiếp theo để quay cho mọi người xem. Ở đây thì có những anh chị và những cái bố mẹ cùng nhau hỗ trợ với con mình tham gia những cái thể lệ trò chơi để cho cái tình to hoàn thành bài thi của mình. Đề nghị kính phụ huynh là chúng ta di chuyển ở khu vực sân khấu xuống dưới sân khấu và bé sẽ đây là có những cái món như là lên xây thì đã chuẩn bị xong hết rồi. Văn phòng đây cũng có xong rồi nè. Như vậy là tỷ số đã hòa nhau, bây giờ là một lượt chơi cuối trò cùng. Trò chơi này trò chơi cúp cờ. Trò chơi cuối cùng sẽ quyết định được là đội bên nào. Trò chơi các bé đang chạy thi đua nhau, chạy ai chạy lên nhanh nhất là sẽ lấy cái lá cờ này về là người đó sẽ là đội chiến thắng. Đó, số 2 chiến thắng rồi. Chúc mừng team của Liễu Phan này đã chiến thắng nha rồi. Trò chơi bên này là trò chơi thổi nước. Để các bé xem các bé thổi nước coi. Các bé đang thổi từ cái bong bóng thổi tới banh này sang từ cái ly này sang ly khác. Mạnh lên con, mạnh lên. Các bé đang tập trung thổi nước rồi, rất ra ngoài rồi. Không sao, mình đang dẫn đầu. Mình sẽ đi qua những gian hàng tiếp theo nhé. Thì hôm nay là có rất là nhiều những cái gian hàng trò chơi dành cho các bé thiếu nhi luôn. Bên này là trò chơi là sức mạnh đôi tay nè, rồi đường gian khó,
bên này là ném còn nè đó. Bây giờ ở đây là có trò chơi gì đây? À, trò chơi đường gian khó hả? À, Quang Nam đang chơi môn gì? Quang Nam con chơi môn gì á? Đập bóng. Rồi con chơi đập bóng đi, vô đập bóng. Rồi bây giờ là Vân Nam sẽ đi vô chơi môn đập bóng nha. Đây có rất là nhiều những cái thể lệ trò chơi, món quà trò chơi đây. Đây là những cái trò chơi mà dành cho các bé đây. À, khi mà các bé chơi chúng là sẽ được những cái trò chơi này, được ban tổ chức trao tặng những cái trò chơi này. À, mình sẽ bịt mắt. Đầu tiên là mình sẽ bịt mắt như thế này là mình mới chơi được. Đầu tiên là chúng ta phải bịt mắt lại nha, bịt mắt lại giờ không thấy đường. Bịt mắt kính lên nha, không ăn gian nha, bịt mắt kính nha, không ăn gian nha. Rồi, sau đó đi tới đập bóng bóng. Rồi, đập, 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 quất mạnh lên, dơ cao lên nữa. Rồi, méo rồi, qua bên chú Bảo nè, qua bên đây, rồi. Đây, rồi, quất. Quất mạnh lên, mạnh, 1, 2, 3, mạnh lên, đúng rồi, mạnh lên, mạnh, hay da. Qua bên này, rồi, quất mạnh lên, mạnh. Đó, mạnh lên. Rồi, được rồi. Chiến thắng rồi. Bây giờ là sẽ nhận quà. Sẽ nhận quà nha. Đây, được ban cho tổ chức. Ban tổ chức cho nguyên chiếc xe chà bá luôn. Rồi, được một chiếc xe chà bá luôn. À, có rất là nhiều người chơi luôn. À, bên này là thải bánh vô hình dụng cụ. Bên này là trình cho các bé cái lời trò chơi là ném bánh vô trong cái vòng này. Ném bánh vô cái vòng này. Bên này thì có những cái trò chơi là gì đây? Thiên tài ném bóng. À, tức là ném bóng vô trong những cái ly này. Ném bóng vô những cái ly này. Đây là những trở lại trò chơi ném bóng vô ly. Ném bánh là có quà nữa không? Những em bé nhỏ sẽ được chơi những cái này. Bên này là có những cái trò chơi là đi rồi siêu cầu thủ đá banh. Giống như dẫn banh. Rồi. 3 2 1 bắt đầu. Chúng ta sẽ lừa banh qua những cái hình này. Rồi xong rồi sút vào. Xong rồi chúng ta sẽ sút vào đây. Đây là bên này là chỗ nghệ thuật đấy, tô vẽ trang trí nghệ thuật đấy, dành cho các bé. Các bé sẽ tô vẽ những cái này trang trí cho mình, mua những cái mà mình yêu thích, những con vật mình yêu thích mà màu sắc rất là nhiều luôn, nhiều các bé chơi luôn. Bé này đang tô cái con chó gì đây? Con chó, đang tô con chó với con mèo. Ok, con bốm. Bên này cũng có rất là nhiều các bé đang tô màu. Bên chỗ này là cái chỗ mà để bán những cái đồ gốm để mình cho các bé tô đây. Đó, mình bán như vậy. Một hộp này bao nhiêu tiền? Không có bán hả? Cho các bé tô thôi. Cái này là miễn phí luôn, không có, cho các bé là thoải mái tô luôn. Bên cạnh đó có những cái hộp màu rất là đủ màu luôn, 2, 4, 6 màu. Một hộp như vậy là có 6 màu, có những cây cọ nữa. Như cái bé này đang tô cái bông sen nè. Bên này thì có một cái thể lệ trò chơi đó là
trò chơi ném bóng chày hay sao đây nè, đấy à, lăn bóng ném bóng chày. Bên này là ném bóng chày nè đó, thì hôm nay trong này là có rất là nhiều cái thể loại trò chơi rồi, ném bóng chày nè đó. Ô chọi luôn, chọi luôn, bé chọi luôn, bé không có ném nữa. Ô bé này quá giỏi luôn, ném trúng hết luôn, quá giỏi, quá giỏi luôn. À, thể loại trò chơi ném bóng chày. À, bây giờ mình phải đi qua cái chỗ khác đi. Mời em ném được đầu tiên. Bên này là có thể loại là trò chơi là gì đây, trò chơi câu cá nè. À, câu cá dành cho các bé, câu cá bé sẽ câu cá ở trong vị trí này đấy. Bên này cũng câu cá luôn. Các bé đang câu cá nè. Thì hôm nay là chương trình lễ hội mùa hè yêu thương của công ty Taiwan tổ chức dành cho các bé ngoan, học giỏi, gia đình khó khăn. Thì xong cái chương trình trò chơi này thì tiếp đó là chương trình rút thăm trúng thưởng và trao quà cho các bé. Bé này đang thổi đây. Mạnh lên con, hỏi mạnh lên con, mạnh lên con ơi. Nhớ rồi. Rồi tiếp tục thổi lại, thổi lại lần hai. Hỏi yếu bậy nó mạnh lên. Đó, ngon lại đâu. Đó. Bé này đang cũng đang thổi đây. À, trước cái này rất là nắng nồi luôn. À, bên này là nó cái lễ hội BKQ á, giống như là gian hàng để bán hàng ăn uống á. À, mỗi một cái phần cơ, một phần đồ ăn sáng như vậy là được tính bằng tiền 5.000 bài 15.000. Những gian hàng ăn án được bán này là bún thịt nướng 20k, gỏi cuốn 10k, cá viên chiên, xúc xích. À, cái này là hỗ trợ này. Còn bên chỗ này là có chương trình gọi là chương trình gì đây, massage đầu hả? Massage đầu rồi trị về trị liệu hay gì đây, cắt tóc nữa nè. À, có chương trình cắt tóc miễn phí nữa. À, cắt tóc miễn phí rồi cũng như là chương trình gì đây, chương trình liên kết đào tạo hệ trung cấp, ngắn hạn dài hạn, trang điểm làm móng. À, cái này là cái chương trình đào tạo giờ hiện tại là đang làm miễn phí đây. Cắt tóc miễn phí là trang điểm nè, cắt tóc có luôn, làm tóc luôn, làm rất là nhiều luôn đó. Có đo, có máy đo tim nữa nè. Đây là chương trình gì đây, bảo hộ lao động, bán hàng trong siêu thị, thiết kế nè, có massage nữa. Thế là cái bác này đã cắt được xong một cái đầu rồi. À, thế là cắt tóc xong một cái đầu rồi. Giờ tiếp theo là tới cái chị này sẽ là cắt tóc luôn. Chị cái này cắt tóc miễn phí hả chị? Dạ. À, này cắt miễn phí hết, toàn bộ là miễn phí nè. À, có cái bác kia rất là chuyên nghiệp luôn. À, bên này cái anh này thì anh đang làm trang điểm. Anh này thì anh trang điểm nè, làm tóc và trang điểm. Còn cái này là chương trình dinh dưỡng nâng cao chất lượng cuộc sống.
Thì cái này gồm có những cái giống như là những cái lọ sữa này, Ensu hay là cái gì đó chưa? Dạ, sau khi chúng ta điền đầy đủ thông tin, quý vị nhớ xem. Đây là điền thông tin. Điền thông tin. À, điền thông tin vào đây xong giống như đúng không? Chúng tôi sẽ diễn ra sau khi các sĩ Nguyễn Văn Trường chia sẻ về chủ đề đi dưỡng cho cuộc sống. À, lúc thăm trúng thưởng. Cái này lúc thăm trúng thưởng. Chắc có lẽ là đây là những cái phần thưởng này. Đây là những cái phần thưởng mà tí nữa là sẽ lúc thăm trúng thưởng của cái chương trình dinh dưỡng chất lượng nâng cao nha cuộc sống nha. Thì đây là những cái phần quà mà của cái chương trình này thôi, riêng của chương trình này thôi. Riso. À, bên này thì bây giờ Bảo Phát sẽ đi tiếp tục review thêm vài cái gian hàng nữa, cũng như là vài cái tỷ lệ chương trình nữa của chương trình của mùa hè yêu thương ở đây ha. Ở đây là có sữa bắp nè, cái này là mua sữa bắp là mua 3 tặng 1 nè. Ở đây có những cái gian hàng uống nước, mua sắm quà lưu niệm. Mình sẽ đi về hướng này đi. Xin được thông tin đến các bạn nhỏ, hoạt động gian hàng của chúng ta sẽ diễn ra tiếp tục trong 3 phút. Bên kia là một cái chương trình, này là cái chương trình thời dừng lại để chúng ta đến với những hoạt động chính của chương trình. Nên ngay lúc này xin được mời các bạn nhỏ hãy. Bên này là một cái chương trình gọi là tí nữa là sẽ đốc thăm trúng thưởng, mà chương trình ca nhạc như là trò chơi sẽ tạm thời dừng lại để chúng ta hướng về khu vực sân khấu chính là sẽ thông tin đến quý bậc phụ huynh để chúng ta hướng dẫn cho các bé nhỏ có thể là nhanh chóng di chuyển khu vực dây hay trò chơi để chúng ta trải nghiệm và thử thách và nhận được những món quà và được chúng ta chuẩn bị sẵn. Bên này là cái gian hàng thi nấu ăn. Bên đây là cái gian hàng thi nấu ăn nè quý anh chị. Đấy. Có thể là thi nấu ăn đây. Trứng chiên. Muốn xào nữa chưa có làm xong. Ở đây là khoa là gì đây? Khoa này là cái đi đi hả? Rồi bên này là ban tổ chức xin thông báo hiện nay đang làm món cơm đã hoàn thành bài thi, do đó các anh chị có thể sử dụng vài trang những cái món đồ đồ để trang trí bàn ăn của mình. Sau khi trang trí xong thì phụ huynh sẽ đi xuống ở phía dưới sân khấu, còn để lại một bé trong quá trình nấu ăn này rất là nóng và toát cả mồ hôi hết luôn của mình. Các chị lưu ý các người rất là vất vả để cho sau khi chúng ta nấu xong thì chúng ta có thể trang sử dụng vải trắng để trang trí bàn ăn của mình. Sau khi trang trí xong này cũng đang phụ huynh sẽ đi xuống ở khu vực dưới sân khấu và để lại một bé sẽ chịu chịu trách nhiệm đặc sắc những chương trình sáng ngày hôm nay. Trên kia là sân khấu, tí nữa sẽ đạp hàng quà trên kia luôn. Và chuẩn bị là sân khấu. Đây là những cái chiếc xe đạp. Chiếc xe đạp này là sẽ được rút thăm trúng thưởng trong ngày hôm nay. Và bên kia là có những cái phần quà nữa nè. Đó, bên này là có những cái phần quà để rút thăm trúng thưởng đây. Bên này thì có những cái tiêu chí chấm thi là các chị lưu ý chú. Bán đồ ăn luôn, Lensi, gian hàng ẩm thực của Lenin, DA, đó. Có rất là nhiều bộ phận tham gia những cái chương trình này. Đặc biệt là cái không gian mà cuộc thi nấu ăn á. Khi mà bước vào cái không gian cuộc thi nấu ăn này làm cho tôi giống như có cảm giác rất là đói. Và nó ra những cái mùi thơm, những cái mùi hương vị từ những cái mà cuộc thi nấu ăn uống này đó. Rất là nhiều món luôn, làm cho tôi cảm thấy là đói, mặc dù tôi đã ăn rồi nhưng mà nghe thấy những cái rất là đói luôn. Đó, như là Land VT3 này có những cái món rất là đơn giản luôn. Đó. Đây là bông bí là xào tỏi nè, cơm, bưởi tráng miệng, cái này là có cá kho. Là tổng cộng là mình có ba món đúng không? Còn một món nữa, rau bí xào tỏi. Còn một món đang chuẩn bị múc lên nữa. Đó là món khu qua, khu qua dùng thịt. Cuộc thi sắp diễn ra nhưng mà chuẩn bị là được chấm rồi, cho nên là các bộ phận đang tập trung để mà bày trang trí lên trên cái bàn này. Bên này món này còn có bò xào nè, xương này, rồi tráng miệng la xét, rồi cũng như là canh chua. Thì bên này thì có Lena thì có những cái món thực đơn là sườn nè, xương lóc nè, mực kho, mực xào nè, canh chua và tráng miệng la xét. Bên đây là Len Fs thì bên này có những cái món là rau luộc, rồi mờ bò,
và trái cây tráng miệng cũng như là rau canh. À, bên đây thì có những cái món như là xào bo. Xin lấy thông báo hiện nay một số công ty đã hoàn thành bài thi của mình. Đề nghị kính phụ huynh là chúng ta di chuyển ở khu vực sân khấu xuống dưới sân khấu. Và bé sẽ đây là có những cái món như là lên xây thì đã chuẩn bị xong hết rồi. Với ban tổ chức, văn phòng đây cũng có xong rồi nè. Tổ chức sẽ ưu tiên chấm thi cho cái đội thi đó. Các bạn bữa nay chưa có xong nên là đang cố gắng là tập trung làm có những món thịt kho, thịt kho trứng nè. Để bé lại. Bên này có món rau câu nè, rồi cho phần thi của đội mình. Tỏi nè. Và đội nào xong thì là chúng ta đăng ký với ban tổ chức. Rất hấp dẫn luôn. Xin chào tạm biệt. Bên này có những cái món đơn giản thôi, gỏi tôm rồi. Bên này có đồ ăn không chưa? Bên này cũng rất là ngon luôn. Lên gì ạ? Lên đi ạ. Vâng, bên này là lên đã xong rồi. Bên này cũng đang ra chưa hoàn thành. Bên này thì chưa xong. Lên đi. Đang nấu là lên ép. Đang nấu có món gà luộc với rau luộc đây. Nguyên vật liệu sẽ rất là nhiều những cái bánh quấn phụ huynh. Ban hồi xuống bên khi nào bà nói đây là những cái phần quà, phần quà sẽ được trao thưởng nè. Giải nhất là cái máy tính bảng, giải nhì là điện thoại Galaxy A3, máy tính, ba lô, túi sách, và bên kia là những chiếc xe đạp. Anh này là MC dẫn chương trình. Đội mình xin mời của phía khấu di chuyển hẳn ra phía sau khu vực sân khấu rồi ạ. Rồi quý vị và chúng ta là để tạo khoảng không gian ở phía trên cho ban giám khảo tiện thuận tiện đi vào. Thế rồi nó sẽ được ưu tiên, ban tổ chức sẽ ưu tiên chấm thi cho đội đó trước. Và đội ngon quá, nhìn ngon quá, hấp dẫn quá. Làm thành bài thi. Bé này đã giơ tay là đã làm xong rồi đó. Quý vị và bộ phận hỗ trợ chúng ta di chuyển ra khỏi khu vực thi của đội thi và. Bây giờ là sẽ bắt đầu là cuộc thi chấm nấu ăn đây mọi người. Xong thì đi xuống. Chị này còn ban cùng lấy thêm những cái chén đĩa rất là xinh xắn luôn. Sẽ đến đó chấm, các anh chị không phải giơ tay gì cả nha. Tức là mỗi một bàn đứng trên này sẽ quan sát được. Mỗi một bàn đều có một cái bé. Thì các anh chị đứng như đã hẳn ra phía sau rừng, sau cái bàn của ban tổ chức điều mà bàn trắng ban tổ chức điều mà tạo khung khoảng trăm không gian để chúng ta nghe. Bên này có sách vở nữa nè. Sách vở nó có trời. Mình sẽ đi qua lại các khu gian hàng là cắt tóc đi, cắt tóc miễn phí đi. Xong rồi tí nữa mình khi nào chấm điểm thi thì mình sẽ quay lại cho mọi người cùng xem. Đây là cái gian hàng mà thuộc cắt tóc miễn phí như là trang điểm massage, xoa bóp là toàn bộ là miễn phí hết luôn. Đây là hướng dẫn cho tất cả mọi người những cái cách trang điểm nè. Chương trình của công ty Taiwan yêu thương mùa hè được tổ chức tại khu vực Bửu Long vào ngày 26 tháng 6, tức là ngày Chủ nhật của năm 2022. Hôm nay là ngày rất là đông luôn và được kết nối với rất là nhiều cái được kết nối rất là nhiều những cái chương trình khác, trò chơi cũng như là thể lệ, những ăn uống rồi dịch vụ có rất là nhiều luôn. Thì hiện tại là ban giám khảo đang hỏi bé để cho bé trả lời. Ban giám khảo cũng đã thử những cái món ăn này rồi, cũng vẻ như là ban giám khảo rất ưng ý về những cái món ăn này. Không biết là ba mẹ của bé đâu rồi, nhưng mà có vẻ là bé trả lời đang bị giống như là ấp úng á. Phải nhờ và gia đình để trả lời. Đây là cái bảng điểm mà ban giám khảo đó khi mà chấm tới đâu là ban phải có tích vào những cái ưu điểm đó để mà sắp xếp mà chấm điểm đưa ra những cái con số thật là chính xác để làm sao cho nó được phân công bằng. Còn rất là nhiều các bạn ban giám khảo đang chờ đợi để chấm nữa.
thì cái bàn này ủa sao mà dọn hết xuống rồi, chắc là đang có vấn đề gì sao mà dọn hết xuống rồi. Bỏ anh ơi, anh ơi, ơi. À cái là do cái khăn chải bàn nó bị dơ quá cho nên là phải đổi khăn chải bàn mới. Bên dưới đây là có rất là nhiều cái vị quý phụ huynh anh chị đang xem, đón xem mà ngước mắt lên trên chỗ sân khấu để mà cùng xem ban giám khảo đưa ra những cái số điểm cũng như là ai đạt được giải nhất. Bàn này cũng được trang trí rất là đẹp luôn, như là cái phần la set cơm nồi này giống như cơm niêu vậy, đồ ăn kho bỏ vô trong cái nồi. Và bây giờ ban giám khảo sẽ đi qua đây. Ban giám khảo này bàn này chưa xong thì nên tiếp tục ban giám khảo sẽ đi qua cái bộ phận khác. Bây giờ là sẽ chấm cái bà chấm điểm của cái bàn này. Bàn này là bộ phận gì ta? Đây là bộ phận phải có rót nước nữa ha. Rót nước để cho ban giám khảo khi mà dùng xong dùng cái nước này để tráng miệng. Bé sẽ trả lời. Bé rất là khôn. Bé có một cái tờ giấy để mà bác đọc trước. Đọc trước cái từ cái bé trả lời rất là rành luôn, rất là chuẩn. Chắc lẽ là bé được phụ huynh đào tạo rồi. Ồ, rất hay luôn, rất giỏi, bé trả lời rất là giỏi. Chắc là bé đã đọc được qua cái bảng đã viết sẵn trên tay rồi, cho nên là bé rất là trả lời rất là thành thạo. Rất là chuyên nghiệp luôn, bé rất là chuyên nghiệp. Các hỏi biết bố mẹ đã chuẩn bị sẵn cho con mình một cái bảng viết ra sẵn từ giấy rồi, bé chỉ nhìn vào đó phải đọc thôi, cho nên là cũng rất gia đình cũng chuẩn bị rất là chu đáo về cái phần này. Bé chuẩn bị rất là, gia đình chuẩn bị rất là chu đáo, bé đọc cũng rất là hay, giọng đọc rất là ấm truyền cảm, cũng nghĩa là hy vọng là cái bài này sẽ lấy được lòng của ban giám khảo cũng như ban tổ chức, sẽ cho được cái giải rất là cao. Hy vọng là bàn này sẽ được vào một cái giải nhất nào đó, vì gia đình đã chuẩn bị rất là chu đáo cho cái bàn ăn ngày hôm nay. Tất cả các vị ban giám khảo cũng đã là có vẻ nở nụ cười trên môi, có vẻ là rất ưng về cái bàn này vì gia đình đã chuẩn bị rất là chuyên nghiệp. Ban giám khảo có thể đang dùng thử những cái món cá có vẻ rất như là ưng ý, hài lòng. Con cảm ơn con nhiều, con rất là giỏi luôn. Ban giám khảo là ai cũng là quý mến bé này, hy vọng là bé này sẽ mang lại một số điểm rất cao cho gia đình. Con phụ mẹ con món nào? Bác thấy con phụ mẹ món nào? Con chỉ con phụ hết tất cả luôn. Con làm cái gì? Con làm gì cho món này? Ban giám khảo đã khen là số 1, là hy vọng là cái gia đình này sẽ chiếm được cái số điểm rất là cao. Bây giờ là như là cái bảng điểm mà là tích vào là những con số rất là cao luôn. Có vẻ là gia đình này sẽ được giải nhất các bạn. Mình thay mình đón là gia đình đó sẽ được giải nhất. MNI gì đó các bạn, đó là cái đội nhóm bộ phận đó. Rồi tiếp đến đó là bộ phận này. Bộ phận này là bộ phận gì không có các bạn tên, bé tên phía trước mình không có xem được. Bây giờ bé đang trả lời cho ban tổ chức.
vui vẻ, vui là chính. Đây đúng không? Cứ tên này đúng không? Đúng rồi, nhấn vào đây đó.